Ngoan nè, há mỏi cho ba đút nè, măm 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 nè. Mệt quá Phong ơi, tôi đang mệt mà ông giỡn hoài vậy. Sao rồi, đỡ chưa? Tôi cũng đỡ rồi. Mà Phong nè, Bailey sao rồi? Nó còn buồn không? Ông lo cho thân ông trước đi. Nếu mà sợ nó buồn á, ông đi mà ông nói sự thật với nó. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi, giấu giếm làm chi? Tôi có nỗi khổ của mình, chưa biết giải quyết sao đây nè. Chơi với ông bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn không biết luôn. Công nhận ông giấu hay thiệt luôn á. Ê, nếu mà không giải quyết được, bây giờ thử nói tôi nghe coi, tôi giải quyết giùm ông cho. Phong nè, đàn ông á, bớt nhiều chuyện lại xíu được không? Giỡn thôi mà, làm cái ghê quá. Tôi đang mệt cứ giỡn hoài. Mà công nhận bé Ly nó buồn lắm á. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy nó buồn dữ như vậy. Hồi xưa á, lúc mà tụi tôi chia tay á, bé Ly cũng không buồn đến như vậy đâu. Nghiêm túc xíu được không? Bây giờ mà còn giỡn được. Ai gọi thì nghe đi, không nghe tắt máy giùm cái. Tôi đang nhức đầu lắm. Dạ em nghe chị Vinh ơi. Hả? Chị đang ở trước nhà em hả? Ơ à, dạ rồi em về liền. Đi nha. Vậy mà nó mới nghĩ tới bà Vinh đó là sợ. Alo. Chào ông Lâm. À, chào hỏi ai đó? Ai không quan trọng, nhưng nếu ông không muốn con gái ông biết sự thật về mẹ nó thì ông nên làm theo lời tôi đi. Mẹ con bé ở nước ngoài không khỏe chứ? Anh là ai hả? Bình tĩnh nào, giờ con bé Ly mà biết được chuyện này. Sao ta? Nó sốc lắm nha. Có khi còn nghĩ quẩn mà tự tử. Anh là ai? Anh muốn gì hả? 300 triệu, không kỳ kèo. Tôi hỏi anh là ai? Tại sao anh biết chuyện này hả? Anh muốn cái gì? Tôi biết có thể ông sẽ có suy nghĩ hay là nói thẳng sự thật cho con bé Ly biết. Nhưng tôi nói cho ông hay, nếu ông không làm theo ý tôi thì sự an toàn của bé Ly tôi không dám đảm bảo đâu. Thôi được rồi. Bây giờ anh ở đâu? Tôi đi tìm anh bằng cách nào đây? Ông lựa chọn đúng đắn rồi đó. Ông sẽ sớm biết được sự thật thôi. Nhưng tôi phải nhắc ông để ông không quên rằng bất cứ khi nào ông nghĩ tới ý định nói cho bé Ly biết là báo công an thì hãy nghĩ tới sự an toàn của Billy nhé. Alo. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.